Chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình Dinh dưỡng và sức khỏe được thực hiện bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Trong đoạn phim này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lợi ích khi ăn đa dạng thực phẩm nhé. Mỗi bữa ăn tại nhà hoặc tại trường của chúng ta đều có rất nhiều loại thực phẩm, gồm cơm, thịt, rau củ, trái cây đúng không nào? Vậy các bạn có biết vì sao chúng ta cần ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau không? Trước tiên, đố các bạn biết có bao nhiêu nhóm thực phẩm? Theo tháp dinh dưỡng hợp lý cho độ tuổi chúng mình, thế giới thực phẩm được chia thành 8 nhóm khác nhau lẫn đó. Đi từ đỉnh tháp xuống đáy tháp, chúng ta có nhóm 1, muối, nhóm 2, đường, đồ ngọt, nhóm 3, dầu mỡ, nhóm 4, thịt, thủy sản, trứng và hạt rau đạm, nhóm 5, sữa và chế phẩm sữa, nhóm 6, rau lá, rau củ quả, nhóm 7, trái cây, quả chín, nhóm 8, ngũ cốc, khoai củ và sản phẩm chế biến. Vậy, mỗi nhóm thực phẩm có lợi ích như thế nào? Trong áp phích 3 phút thay đổi nhận thức và các video trước, chúng ta biết được rằng mỗi nhóm thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng khác nhau. Nhóm 1 và 2 bao gồm muối và đường, đồ ngọt, giúp cho món ăn của chúng ta trở nên ngon miệng hơn. Nhóm 3 là các loại dầu mỡ, chứa nhiều chất béo, giúp cung cấp và dự trữ năng lượng cho hoạt động của cơ thể. Nhóm 4 bao gồm thịt, thủy sản, trứng và hạt rau đạm, cùng với nhóm 5 sữa và chế phẩm sữa như phô mai, sữa chua, có chứa nhiều chất đạm, giúp xây dựng cơ bắp và tăng cường hệ miễn dịch. Nhóm 6 là rau lá, rau củ quả và nhóm 7 gồm trái cây, quả chín, chứa nhiều vitamin như vitamin A, C, D, E, giúp chúng ta có đôi mắt sáng, hệ miễn dịch khỏe mạnh để phòng chống bệnh tật. Đồng thời, nhóm thực phẩm này chứa nhiều chất khoáng như chất sắt, kẽm, v.v. giúp phòng chống thiếu máu và phát triển chiều cao. Ngoài ra, chất xơ trong rau củ quả còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh. Nhóm 8 là ngũ cốc, khoai củ và sản phẩm chế biến như cơm, bún, bánh mì, khoai và bắp chứa chất bột đường giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động để chúng mình có sức học tập và vui chơi nè. Và điều đặc biệt là khi ăn kết hợp đa dạng các nhóm thực phẩm sẽ giúp chúng ta có nhiều chất dinh dưỡng để chúng ta cao lớn, thông minh và siêu khỏe mạnh đó nha. Vậy chúng ta nên ăn như thế nào? Trong mỗi bữa ăn tại trường và tại nhà, các bạn nhỏ nên ăn đa dạng thực phẩm, tức là nên ăn ít nhất 5 nhóm thực phẩm khác nhau nhé. Ví dụ, tại trường, mỗi bữa ăn chúng ta cần có đủ cơm, thịt, rau củ, trái cây nè. Hoặc là ngay tại nhà, chúng ta hãy lấy thức ăn vào một chiếc đĩa tròn như sau. Nửa đĩa là rau củ và trái cây, 1/4 đĩa là thực phẩm giàu chất đạm như thịt, cá, đậu phụ và 1/4 đĩa còn lại là cơm, bún hoặc bánh mì. Gợi ý cho các bạn một thực đơn đa dạng thực phẩm nha. Gà viên chiên giòn rụm rưới sốt mè rang, ăn cùng đậu cô ve xào thịt bò, thêm miếng canh rau ngót bắp non nấu sườn heo và tráng miệng với dưa hấu. Vừa dinh dưỡng, vừa ngon muốn xỉu luôn. Chúng mình cùng học một số từ vựng tiếng Anh nhé. Sự đa dạng thực phẩm. A variety of foods. Chất dinh dưỡng. Nutrient. Như vậy, ăn đa dạng thực phẩm sẽ giúp chúng ta có nhiều chất dinh dưỡng để chúng ta thông minh và siêu khỏe mạnh. Eating a variety of foods provides nutrients to help us become smart and super healthy. Eating a variety of foods provides nutrients to help us become smart and super healthy. Ngoài việc ăn đa dạng, các bạn cần kết hợp uống đủ nước, tập thể dục 60 phút mỗi ngày để cơ thể vừa khỏe đẹp vừa dẻo dai nha. Chúc các bạn nhỏ ăn ngon miệng và nhớ ăn hết suất ăn của mình nhé. Để tìm hiểu nhiều thông tin bổ ích về dinh dưỡng, các bạn nhỏ hãy thường xuyên đón xem chương trình Dinh dưỡng và sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.